Năm 2023, khi dịch Covid-19 đi qua, hệ thống y tế quay trở lại với các hoạt động bình thường. Hệ lụy từ đại dịch Covid-19 kéo dài dai dẳng, khó khăn chồng chất khó khăn. Các bệnh viện bắt đầu rơi vào cảnh thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, trang thiết bị hư hỏng, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đã có không ít bệnh nhân có bảo hiểm y tế vào viện vẫn phải bỏ tiền ra ngoài mua thuốc, dịch truyền. Bệnh nhân đến bệnh viện 3 lần theo lịch hẹn vẫn không được mổ vì hết vật tư. Hay xuất hiện những cuộc chuyển bệnh chưa từng có từ bệnh viện Chợ Rẫy qua bệnh viện khác. Những tháng cuối năm 2023, lịch sử khó khăn của nền y tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm tình trạng gián đoạn vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Khoảng trống trong tiêm chủng khiến nguy cơ tái hiện các bệnh truyền nhiễm cũng khiến cộng đồng lo lắng trước những diễn biến khó lường. Trước thực tế nhiều khó khăn là bệnh viện đa khoa tuyến cuối duy nhất của phía Nam trực thuộc Bộ Y tế, ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên bệnh viện Chợ Rẫy đã phát huy sức mạnh tập thể của y hiệu, giữ vững tinh thần đoàn kết, tiếp nối truyền thống nghĩa tình, vượt lên những bất cập và thách thức ấy, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có thể nói, đó chính là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể nhân viên bệnh viện Chợ Rẫy trong năm 2023. Khẳng định vị thế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Với bề dày của y hiệu hơn 120 năm hình thành và phát triển, bên cạnh các hội nghị thường niên như hội nghị câu lạc bộ giám đốc các bệnh viện khu vực phía Nam, hội nghị trung tâm tim mạch, hội nghị dinh dưỡng trong bệnh lý tiêu hóa, bệnh viện Chợ Rẫy ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học trong nước và khu vực thông qua các hội nghị, hội thảo quốc tế như hội nghị 50 năm hợp tác quốc tế Việt Nam Nhật Bản, hội nghị chống độc, hội nghị những tiến bộ trong điều trị ung thư thực quản. Năm 2023, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục là đối tác và cơ sở thực hành của nhiều trường như Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Học viện Quân y, Đại học Hồng Bàng, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đón nhận nhiều bác sĩ, sinh viên quốc tế đến từ các trường đại học Tsukuba, Đại học Shiga, Đại học Sức khỏe và Phúc lợi Nhật Bản, Tổ chức Global Health Hoa Kỳ, Bệnh viện Tai Trung Veterans Đài Loan đến tham quan và học tập. Song song đó, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cử 36 bác sĩ trẻ tham gia chương trình đào tạo từ ngắn hạn đến dài hạn tại các nước Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ. Trong đó, nhiều báo cáo sau khóa học của các bác sĩ trẻ góp phần khẳng định chủ trương đúng đắn trong công tác đào tạo thế hệ kế thừa và tiếp nối của Bệnh viện Nghĩa Tình. Phát huy truyền thống của một bệnh viện hạng đặc biệt, năm 2023, có gần 60 đề tài nghiên cứu khoa học của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp tục sánh vai cùng bạn bè quốc tế trên các tạp chí khoa học uy tín của thế giới. Năm 2023, lần đầu tiên trong lịch sử đào tạo của ngành ghép tạng Việt Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy được chọn là trung tâm đào tạo vùng của Hội Thận học Quốc tế khu vực châu Á. Sự kiện này đã góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ y bác sĩ trong lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho những bệnh nhân không may cần được ghép. Không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng. Là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt duy nhất của phía Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy đã góp phần tạo nên những dấu ấn trong công tác khám chữa bệnh của ngành y tế nói chung và phía Nam nói riêng. Năm 2023, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận khám gần 1.500.000 bệnh nhân ngoại trú, điều trị cho hơn 135.000 bệnh nhân nội trú, phẫu thuật hơn 42.000 bệnh nhân, trong đó có gần 30.000 ca phẫu thuật loại đặc biệt và loại 1. Trong đó, phải kể đến những trường hợp được điều trị thành công vô cùng ấn tượng như 10 chuyên khoa phối hợp phẫu thuật, 11 lần cứu sống bệnh nhân bị đa chấn thương. Lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp hai kỹ thuật chuyên sâu điều trị thành công cho bệnh nhân bị ung thư hạch. Đặc biệt, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam pha chế thành công hai chất phóng xạ, hỗ trợ ghi hình chẩn đoán, theo dõi ung thư tuyến tiền liệt và u thần kinh nội tiết, giúp bệnh nhân không phải ra nước ngoài điều trị khi không may mắc phải các bệnh này. Nhằm hạn chế thời gian di chuyển và chờ đợi cho bệnh nhân điều trị nội trú, ban lãnh đạo bệnh viện đã cải tiến quy trình tiếp nhận và xử lý bệnh nhân nhập vào khoa cấp cứu. Ứng dụng siêu âm ngay tại các khoa điều trị nội trú cho bệnh nhân có chỉ định. Triển khai mô hình ERAS tại nhiều chuyên khoa. Hòa nhập và bắt kịp với các ứng dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến hiện đại, năm 2023, Bệnh viện Chợ Rẫy đã đưa vào khai thác hệ thống AI trong lĩnh vực giải phẫu bệnh,
giúp rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân cũng như nâng cao chất lượng khám và điều trị. Phát huy truyền thống nghĩa tình. Tiếp nối truyền thống nghĩa tình trong lịch sử phát triển của bệnh viện, bên cạnh các hoạt động truyền thống đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc cán bộ hưu trí, công tác về nguồn, khám chữa bệnh cho người dân ở vùng sâu vùng xa, tặng nhà tình nghĩa tình thương, chăm sóc trẻ mồ côi sau Covid-19. Nhà nghỉ dành cho thân nhân bệnh nhân. Đặc biệt, năm 2023, nhiều hoạt động mới trong việc chăm sóc bệnh nhân trong và ngoại viện lần đầu tiên được triển khai đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì cộng đồng của Bệnh viện Chợ Rẫy, như chương trình đồng hành cùng chiến binh ca, góp phần nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân ung thư vú điều trị tại bệnh viện, hay hoạt động tư vấn sức khỏe miễn phí cho thí sinh mùa thi, miễn viện phí cho các thí sinh không may bị bệnh trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2023. Đặc biệt, dù ở thời khắc khó khăn nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng không quên hỗ trợ các bệnh viện bạn trong tình huống khẩn cấp để kịp thời cứu sống các bệnh nhân bị ngộ độc botulinum. Hòa nhập với xu thế hiện đại của thế giới. Bên cạnh các hoạt động nhằm phục vụ công tác khám, điều trị và nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân, năm 2023, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng chỉnh trang, nâng cấp và đầu tư mới cơ sở vật chất nhiều khu vực, nhân rộng không gian xanh tại các trung tâm khoa, phòng, đơn vị, góp phần tạo nên môi trường làm việc trong lành, thư thái. Đặc biệt, lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, một nhà xe dành riêng cho nhân viên y tế có diện tích sàn hơn 9.700m2 với quy mô 2 tầng hầm hiện đại, 1 tầng trệt, 3 tầng nối đã được Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào sử dụng, đem đến sự phấn khởi không nhỏ cho toàn thể nhân viên bệnh viện. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ để thực hiện trọn vẹn vai trò chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giữ gìn sự sống cho người bệnh giữa lằn ranh sinh tử, năm 2023, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tạo nên không ít dấu ấn, được sự ghi nhận của nhà nước, chính phủ và cộng đồng. Là một trong ba bệnh viện được trao tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2023. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo, nguyên phó giám đốc bệnh viện, được tôn vinh trong lễ vinh danh nữ tri thức ngành y lần thứ nhất năm 2023. Lần thứ năm, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục được vinh danh trong giải thưởng nhân tài đất Việt. Ba cá nhân của Bệnh viện Chợ Rẫy được tặng bằng khen là trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam. 1. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Trường, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. 2. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Ngọc, nguyên trưởng khoa nội hô hấp. 3. Tiến sĩ bác sĩ Ngô Đức Hiệp, trưởng khoa phỏng và phẫu thuật tạo hình. Cơ sở y tế có bề dày lịch sử hơn 100 năm còn hoạt động. Giải thưởng hạng nhì Poster về đề án cải tiến chất lượng bệnh viện của Cục Quản lý Khám chữa bệnh. Ca ghép tạng xuyên Việt phối hợp giữa Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Việt Đức diễn ra vào ngày 26 tháng 2 năm 2023, được Hội Nhà báo Khoa học và Công nghệ bình chọn là sự kiện khoa học công nghệ tiêu biểu của năm 2023. Góp phần chung tay chia sẻ kinh nghiệm cho ngành y tế trong quá trình ứng dụng thực tiễn, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng xuất bản bộ sách Phát hiện, điều tra và kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện, được đông đảo đồng nghiệp đánh giá cao và đưa vào ứng dụng tại các cơ sở. Là một phần không thể tách rời của Bệnh viện Chợ Rẫy, trên đất nước bạn Campuchia, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả của mình. Năm 2023 đã đi qua, đồng nghĩa với bức tranh của ngành y tế với hàng loạt khó khăn, thách thức và hệ lụy từ đại dịch Covid-19 sẽ dần được khép lại. Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy luôn tin rằng, với tinh thần đoàn kết, với sức mạnh tập thể, với truyền thống nghĩa tình, đặt bệnh nhân là trung tâm, hết lòng vì người bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả, giữ lấy sự sống cho từng sinh mệnh, được Đảng và Nhà nước giao phó, nhân dân tin tưởng hơn 120 năm qua. Trong năm 2023 vừa qua, mặc dù đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, công việc cấp cứu, áp lực về thời gian, nhưng đội ngũ bác sĩ trẻ chúng tôi đã vượt qua, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Rất hạnh phúc vì đã được đóng góp một phần sức mình trong công tác là điều trị bệnh nhân. Bước qua năm 2024 sẽ có rất nhiều khó khăn cũng như thử thách đang chờ đợi ở phía trước, nhưng tôi tin rằng nhờ sự lãnh đạo của ban giám đốc, lãnh đạo khoa, các bạn, các anh chị đi trước bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng tôi có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách trong giai đoạn sắp tới, đóng góp sức mình về việc là điều trị và mang lại nguồn sống mới cho bệnh nhân.